Vậy nha, bây giờ người thứ hai cho muốn mời lên đây để uống nước thanh nhẹ một chút, đó là ông đại diện ban nhân dân ấp Lòng Lớn. Xin mời chú Năm. Xin mời chúng ta cho một tràng pháo tay để chú Năm sẽ uống nước trà chị em nhất là xin mời chú Năm đến đây. Đúng rồi, tức là linh mục cây đo là phải đi tới bánh chào rồi thầy quân thầy thanh với là với thầy tông thầy tâm cùng tất cả là bệnh nhân, mà đặc biệt là những năm bệnh nhân bữa nay được là đâu về nhà là ta diễn đó, mình nói là cho tràng pháo tay về nha. Hôm nay tôi cũng đã tập chuẩn bị rất phấn khởi, mà trước đây tôi nói là cái tâm tình tôi khẳng định thật chữ đúng vậy hả? Thì nói là chữ đã có ác biết tôi ở đây thì cái bài xã tôi ra đây còn hôm nay cũng là tôi lên dưới là cũng 2 tháng mấy rồi, mà thực tế ban đầu tôi nói tâm tình luôn, ban đầu rõ ràng tôi không có vấn đề không tôi bắt tới đi ra đấy thấy mấy cái lá rồi này nọ sắc thì sẽ uống thôi, bây giờ cái đường cùng rồi nó thực tế đó. Thì bài xã tôi cũng hôm nay cũng mười mấy năm rồi, tỉnh thiếu đường đó thì các ta thì có hết cũng về đây đã có cái đường cùng nói vậy thôi, đúng vậy đó, nói vậy thôi mà gần nhà nữa dễ đi dễ đi quá à, mà quá đường chạy thấy rồi dần dần mỗi bữa nào tôi cũng ra, bữa nào cũng trở xã ra đây cũng vậy mấy ban đầu là cũng tin mà dần dần thấy nó cái lòng tin mình khó khó lòng tin mà đặc biệt bắt đầu nếu mà bài thả tôi bắt đầu thắt đồ tôi rất thật luôn, thắt đồ mà nghe lời thầy Thanh thì bây giờ hình như đâu bữa nay ban đầu là không tin phải về đấy. Ăn cây cỏ đó, thì bằng cỏ là tất cả ăn chay đó. Về tôi nói thời các bạn đại ăn thì đó đâu có sức khỏe, phải không? Đúng rồi. Mình ăn đại muốn thầy Thanh nào biết? Đâu khám sao có đâu? Thử nước tiểu thầy Thanh phát hiện về thì chết rồi mà. Thôi đâu phải ăn, đổi thành đến đẩy tháng á. Thực tế là ăn rồi thì đâu có phải không? Đúng rồi. Tôi nói bây giờ vậy. Bây giờ cái lời khuyên tôi nói một cái câu dài. Tôi nhớ rồi là mà cái đạo là phải có lòng tin. Tôi nói là cái đồng ruộng nếu mình cái lòng tin mình phải nó coi như là phải thu hoạch phải thắng lợi và cái gì cũng như vậy làm cái gì cũng là mà nếu mà hồi xưa tôi nói vậy, ví dụ ở đây có thầy chánh đạo anh Tám ổng chết sơ sơ rồi hết bị cái lòng tin rồi mà nó tới cái thầy đó là hết, thấy không? Thầy khác cái thuốc đó là ổng tin ông này khác dở quá về nhà đầu là buồn khóc bác sĩ là đào tới đó thấy trẻ rồi thấy không? Nói về cái lòng tin của mình tôi nói vậy. Bây giờ tôi kể một chuyện chút xíu ha. Đúng, bây giờ cho càng hóa tay liền anh nha. Hồi xưa tôi là coi như là tháng 9 tôi là cũng tá nữa nè. Học quá lớp rồi thầy có nói câu dày. Cái đó một chuyện thôi. Cái cô này tức là cổ là mới về nhà chồng. Bữa sau lên là coi như ăn cơm là không lãi đũa nó bắt đầu. Ở trong đó của tự nhiên nó không ra. À, không lãi. Không lãi trong đó là mũi. Bà nói trong bụng bà chắc một bụng lại cái rồi thơ anh bán bà kêu bà vừa mặc cỡ mà về đó là bà nó không rồi bắt đầu là bà kiệt quệ luôn à, cuối cùng bác sĩ nói là nó bất ngờ thôi chạy quay cũng không hết tức là bà này bệnh tư tưởng như vậy bây giờ bà ca mổ thực tế là cái mổ là cái mổ giả tức là chích thuốc mê cho bà mê man đặt cái bụng thôi mai lại vậy về bà có lòng tin bà nói là về bà nói trời ổng mổ thì chết rồi bả nhóc trong bụng á thấy không nó giống với bả vậy đó vậy bà tự nhiên bà có khỏe bà ngọt nào sau vài tháng sau cái ông em chồng bữa nó vô miệng nó nói chuyện của bệnh gì đâu có lãi gì đâu tôi nghe mà má về nói mà bác sĩ nói chị coi như là bệnh tâm tư bệnh tư tưởng vậy đó. À không mà từ đó là sao mà tư tưởng từ đó là coi như là xuống thấp luôn tới chết luôn đó bây giờ ngủ rồi thì cũng chết bởi vì tôi nói là tôi tưởng nặng lắm cứ vậy anh tôi nói là đó tôi tư tưởng được vậy là bây giờ gì mình phải có lòng tin đó việc tư tưởng mình là thứ nhất là tư tưởng cái lòng tin của mình tôi là không đạo ha thì bây giờ đạo đi chúa tin đi chúa đạo thật tin thật là tôi thì là tôi làm đạo tôi nói đại đá ha có gì thở là tôi rất đời ơi này nọ thì ra chúa chứ đừng bây giờ thấy bây giờ đây mình đạo thật thì mình cầu thành thì lại đây thì lại cầu chúa mà cái tư tưởng mình bây giờ phải tin vào cái đức tin của mình đó là hạnh đó tôi khuyên là cái
cái đến nãy giờ tôi nói dù là gia đình tôi dù là bà xã tôi, cái đầu tiên là giữ bệnh nhân còn lại ráng cố gắng nghe là thầy Thanh đây bắt đầu điều trị, ví dụ là người ta cho bắt đầu ăn cháo thì ráng cố gắng làm sao hậu khoai ăn cháo là coi như là suốt đời, tức là trong một thời gian nào ngắn thì thôi ráng cố gắng, đã bệnh rồi bây giờ tôi nói năm vị này rồi mà. Ta nói là coi như là từ tội chết trở về phải không? Đúng rồi. Là không phải tôi là đạo tôi nói từ tội chết trở về. Cho ra không phải là ai là em tội chết, ai là em là coi như là linh hồn là mấy vị này về. Tức là thứ nhất là coi như là đến ngục. Ai nữa là hai thầy này, thầy Thanh gì tâm. Rồi tôi cũng nói là coi như là bữa nay tôi cũng nói luôn. Tức là bây giờ là ở xã mình, tại ấp trường lớn. Mà quá trình đó là đến luật thường cộng với là hội chữ thập đỏ tại Thiên Kim cũng được tổ chức một cái nơi mà ở đây thì bệnh ở là xóm này thì cũng tự hào lắm, mà đó là tôi thấy rồi từ miền Bắc cả 2.000 dục và 2.000 cái số vô này không cả 2.000 cái số vô đây đến đây để trị. Mà quá trình đó thì bây giờ tôi thấy là cái chuyện đó rõ ràng mà đức tin cũng rất nhiều mấy bao hết phải không mà bây giờ trước nhất là bây giờ là nhờ ai, nhờ có là coi như là cái cơ sở này, nhất là coi như là một tuần chút hai là hai thầy này đã nhiệt tình tôi đây tôi nó cũng đi nhiều nơi là các bác sĩ chỉ vô rồi bây giờ là sáu mình lên chết đồ bắt đầu dậy rồi muốn ăn gì mình ăn mà không có là tư vấn cho mình phải không, không tư vấn còn thầy Thanh thì nhiệt tình ngày nào tôi hỏi là trả tôi bữa nào kỳ nào cũng ăn tất năm nữa có ăn là coi như ăn ăn cây cỏ hoặc ăn cháo gì phải cố gắng ăn chỉ để như vậy cho chắc mình đi lên nắm tháng lỗ đâu về ăn gì ăn thấy không, thì bây giờ là tôi thấy là phát huy đó tức là coi như trước nhất là đến tuổi tôi hai là hai thầy này đã tận tình coi như là quá trình điều trị đấy tận tình quá đàng thì cái chuyện là suốt thời gian trong đó là đức tin rồi mình đã đồng tin rồi mà cái những người đức tiếp điều trị mình thay dễ tình rồi điều đó là rất hay sau nữa một câu này cho tôi nữa trong ngày mới là lên lục tường tôi muốn làm sao là duy trì vì lên lục tường chúng ta nói chắc thời gian cho tôi đi về núi vậy tôi sợ rồi bỏ những cái người khác một bốn là bốn vị này đó về quê rồi thì ra là bây giờ đó trời ơi tôi làm chết rồi bữa nay là gặp coi như là cơ sở này là thị bệnh tôi hết bệnh rồi thằng nào đến đây ha đến đây rồi thì bây giờ là nói rằng bây giờ cha tường nói bây giờ là trong thời gian nữa thì tới là mùa xuân gì đó mùa ấy mùa thu rồi hết cái bệnh nhân này là linh lục đi về núi đó thôi không là linh lục ở thời gian nữa có làm sao nữa không như không như một cái nữa thì tôi thấy vậy vì là linh lục là thấy là coi như là cũng làm phước rất nhiều tức là cái gì hàng tuần thì nước nè, hàng tháng thì gạo, nó một kinh phí rất lớn. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng có anh Tám này chủ tịch là coi như là hội chữ thập đỏ, gắng cố gắng là sao tạo điều kiện mà nếu là cho tuần thứ nhất, thì bây giờ đắp một cái giải nhà, tôi mà không phải giải nhà đỏ cho các bệnh nhân là thôi nha. Mình ta mà nhà mệt quá, ta nằm đó để mình điều trị kịp thời hơn, phải không? Mà trong này cái giấy tờ là cái đó là nếu là lên một tuần là hàng đầu không nhất thì giai đoạn thì mình chỉ là cắt nhà lá cũng được thì đơn giản thì thôi đừng làm buổi lúc đầu để làm tiền cho là những cái tôi nói là thầy ấy đâu rồi thầy thầy năm hả chứ có thầy phun đơn giản quá đó thấy không tám ngày bắt đầu có bốn tôi là tám giờ để bà bệnh không có cái giả lắm chứ sao được mà một cái giải nhà thằng này đó ở là được tiểu như vậy chứ kiểm tra nữa kiểm tra vụ ăn uống người ta luôn nữa đúng hay không mà trong này là nếu là coi như là tôi chặt đầu thì tám phải là thủ tục này cái đó là những chính quyền các cấp cho phép cái đó tôi đề nghị nữa vậy không rồi đó coi như vậy để cho nhường lại lời cô bác lấy kiến nói sau đó cuối cùng bây giờ là chúc năm bệnh nhân này về khỏe rồi là cứ phụ cái bắt đầu của thầy Thanh sáng cố gắng là ăn là cái cây cỏ ra cho nó khỏe cho về rồi mình thấy mình hết rồi bắt đầu về cái gì nữa rồi là cái này chút nãy là không lại đây nữa đừng có lại nữa chút cuối cùng đừng có bắt đi.
đây nữa, thấy không, thấy không? À, còn lại bây giờ những bệnh nhân sao gắng cố gắng theo phác đồ của là hai thầy này, hẳn cố gắng để rồi đồng tụ nghĩa là coi như là cái gia đình vui vẻ, cái gì cũng bằng sức khỏe, sức khỏe là vàng, đúng rồi, rồi, rồi sau cùng nữa là chúc lên linh mục ha, bây giờ là khỏe, vẫn duy trì được cái cơ sở này lâu dài, chúc hai thầy nè ráng cố gắng nghiên cứu những bài thuốc hay hơn nữa để tìm nhiều cái chứng, không rồi nha thầy là sắp trị rồi coi như là bệnh chi đai, còn hai bệnh ngặt nghèo nữa, đó, thì bây giờ là cố gắng mừng rất mừng. Đang đầu tôi nói là cái tư tưởng tôi là không tin nên là chỗ này rõ ràng rất tin tưởng vào cái sự là tôi hai thầy này là linh mục tường, sau cùng là cũng chúc sức khỏe là linh mục, chúc hai thầy khỏe đang có những nghiên cứu, chúc năm nữa là vị này về quê khỏe, thân khỏi gia đình, chúc là công nhân bệnh nhân của họ ráng cố gắng để phục hồi sức khỏe. Xin cảm ơn, xin cảm ơn quý ông. Đó là ông đại diện cho nhân dân ấp Việt Lớn, tiếng nói của ông là tiếng nói của địa phương, thì nói theo dân gian cũng là tiếng nói của trung ương. Vậy thì có một cái lời mà chú Năm nhắn nhủ cho những người bệnh đó là về phải ăn cây cỏ, nãy chú Năm có nói rõ không nè, thì cố gắng nè, rõ ràng hai người lớn thì nhắn nhủ mình ăn cây cỏ là hạn dốc để mình không được bệnh nữa, và một câu cuối cùng là không được trở lại đây nữa. Câu này mới là câu đáng ghi nhớ, không nè, câu này còn quý vô cùng nha. Có một điều, sau 6 tháng chúng ta khám năng y thì có những người mà giống như là mới vừa cấp cứu vô trong này thì họ không đi nổi, họ phải nằm đây, mà nơi này nằm rất là bất tiện. Bất tiện ở chỗ là nơi này nó không giống cái chỗ là để chứa bệnh, cho nên chú Năm có đề nghị mình sẽ cất cái nhà lá ở sau hè. Vậy thì bà con thấy sao? Không có đồng ý không? Đồng ý cho nó cất chứ không đồng ý cho nó chi? Rồi, vậy cho đàn con tay ha. Vậy chú Năm đề nghị như vậy thì chú Tám thấy sao? Chú Năm đề nghị cất cái nhà lá để cho những người mà giống như liệt lào đó mà chưa qua nhà trọ được thì cho họ ở để cho đỡ cho thầy Năm đi phun, đỡ cho thầy Thanh phải nửa đêm 2-3 giờ bị cấp cứu, 2-3 giờ cấp cứu thì không phải từ đây phải chạy qua nhà trọ, mấy cây số mà không biết đường đi nó có ổn hay không nữa. Nhiều khi bây giờ ba nhiệm trận này nó ban đêm nó sợ ma nó không dám đi nữa. Cho nên thôi thì chắc cái thằng đó chắc anh Tám lo giấy tờ thôi cũng được ha. Anh Tám. Đúng ra thì Tám xin nói là coi như là thì cái sự cái chính quyền ấp dù lớn mà đề xuất lên á thì ta cũng ghi nhận để về báo lại là họ cấp trên và đảng ủy ban có thể là được đi đúng đây là chúng ta lo cho các bệnh nhân là bị bệnh thì có thể là phải được thôi, chứ đó thì mình lo chung cho tất cả bà con là bệnh mà thì ta cũng ghi nhận cái phần đó để về trình lên ở đây thì lo tấm sẽ để lo tiếp tục để cho lên một cấp một cái nhà trọ nghỉ rồi cho nó là cái phương tiện đây để đúng theo lời là chính quyền ở địa phương thì ta ghi nhận. Xin cảm ơn các bạn.